Chào các bạn, trên tay mình đang là một cái bộ ốp đến từ hãng Baseus. Và cái sản phẩm này thì như các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ tên là Siêu K. Và cái bên ngoài thì các bạn cũng nhìn thấy đây là một cái chiếc ốp mà nó không phải là loại siêu mỏng rồi. Nó sẽ hướng tới cái người sử dụng thích bảo vệ cái chiếc máy của mình hơn. Đặc biệt là những bạn mà có con nhỏ hay là thường xuyên cầm nắm máy không tốt để máy rơi ấy. Thì như các bạn đã dùng iPhone 6 hay tất cả các cái dòng máy khác thì đều biết cái tình trạng vỡ màn hình hiện nay thì cực kỳ lớn, máy thì càng to. Và cái phần màn hình ấy thì đều được thiết kế bo cong 2.5D. Và chỉ cần một cái lực tác động vào cái phần bo cong 2.5D là lập tức vỡ màn hình thôi. Và ở đây thì Baseus đã đưa ra một cái sản phẩm để bảo vệ máy tốt hơn. Mình xem qua cái vỏ hộp một chút. Ở phía trước thì như các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái logo của Baseus này. Ở dưới là tên và chỗ này sẽ nhìn thấy cái sản phẩm iPhone 7 hay iPhone 7 Plus. Ví dụ ở phía bên này là iPhone 7 Plus này. Ở phía đằng sau này thì nó sẽ thể hiện cho chúng ta biết chúng ta đang có bốn cái màu sắc của sản phẩm. Đây thiên về màu tối thôi chứ không có cái màu sáng. Ở dưới này thì có các cái thông tin giới thiệu về sản phẩm. Và ở đây thì là cái tem chống giả rồi. Những cái sản phẩm đến từ Baseus thì đều có cái tem chống giả để đảm bảo là không bị làm nhái. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp cái đã. Đây là cho iPhone 7 này. Đây là cho iPhone 7 Plus này. Vâng, và như ở đây thì mình đang có trên tay cái ốp đây rồi. Thì nó sẽ có hai cái màu. Ở đây thì mình lấy hai cái màu tượng trưng thôi. Chứ còn Phú Thái thì hiện tại đang có đầy đủ các cái màu sắc. Và hai cái màu tượng trưng này thì là một cái màu đen và một cái màu ghi xám. Và tất nhiên là về thiết kế thì nó đều bằng chất liệu cao su. Nó sẽ giúp cho máy của chúng ta sẽ chịu được cái lực khá tốt khi mà chẳng may bị rơi. Tuy nhiên thì bù lại thì về gọi là vẻ đẹp ấy thì nó cũng không phải là đẹp cho lắm. Thiết kế thì cũng khá là ổn nhưng mà cái khả năng hoàn thiện thì nó cũng chưa được tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ lắp thử một cái để các bạn nhìn sẽ rõ hơn nhé. Đây. Đó, đây là một cái màu đen. Tất nhiên là với một cái màu đen thì đưa lên một cái màu đen thì cũng rất là đẹp. Thì nó sẽ bảo vệ được cái máy được tốt hơn. Những cái sản phẩm cao su này nó rất phù hợp với những cái bạn mà hay để rơi máy. Đặc biệt là những bạn có em bé. Thì cái việc em bé bây giờ tranh cái điện thoại thì rất là nhiều. Và vô tình ví dụ làm rơi một cái thì có thể là hỏng máy cái máy hoặc là vỡ cái màn hình. Mà nếu như để vỡ được cái màn hình máy iPhone 6, iPhone 7 v.v. thì các bạn sẽ phải chi ra một cái số tiền khá lớn để ép lại. Khi mà ép lại thì cái giá trị của sản phẩm nó cũng mất đi rất là nhiều. Chúng ta có thể chấp nhận trông nó không được đẹp cho lắm một chút xíu nhưng mà bù lại thì nó sẽ bảo vệ được cái máy của chúng ta tốt hơn. Ở đây mình cũng sẽ lắp thử lên con iPhone 6 Plus. Bây giờ máy điện thoại thì càng ngày càng to và cái nguy cơ rơi vỡ thì cũng càng ngày càng nhiều. Chính vì thế mà các bạn bây giờ đang làm ép kính chuyên nghiệp ấy thì các bạn cũng đang làm ăn rất là tốt. Ví dụ như thế này mà chúng ta chẳng may bị rơi vỡ một cái thì khả năng vỡ cái mép này cũng như là ở đây. Ví dụ như vừa rồi chẳng hạn rơi xuống đây thì cái mép này mà chạm một cái lực vào mà không được bảo vệ thì cái khả năng bị sứt mép dẫn tới vỡ màn hình là rất là cao. Về đánh giá tổng quan về chiếc ốp này thì mình thấy là đây là một cái chiếc ốp có một cái thiết kế cao su bảo vệ máy thì mình nghĩ là rất là tốt. Tuy nhiên thì về cái độ đẹp, độ mượt, nhất là các bạn mà thích khoe iPhone ấy thì cái sản phẩm này chắc là nó không phù hợp. Nó chỉ phù hợp với những bạn cần bảo vệ máy mà thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn ở những clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.